Chiều 29 tháng 6 trên địa bàn phường Thái Thịnh, thị xã Kim Môn, tỉnh Hải Dương vừa xảy ra án mạng, hậu quả một người tử vong, hai người bị thương nặng. Theo đó, khoảng 12 giờ ngày 29 tháng 6, một người đàn ông tên D, sinh năm 1985, cầm dao đến nhà ông bà P ở khu dân cư Tống Buồng, phường Thái Thịnh. Trong nhà chỉ có hai ông bà P, đối tượng D đã lao vào chém nhiều nhát vào người ông bà P. Do vết thương nặng, vợ ông P tử vong tại chỗ, còn ông P bị thương nặng đã được đưa đi cấp cứu. Cũng theo thông tin từ người dân sống gần khu vực xảy ra vụ án cho biết, đối tượng D ra tay rất tàn độc. Trước khi đến chém vợ chồng ông bà P, đối tượng này còn chém một người đàn ông khác cùng ở phường Thái Thịnh và một người ở phường Minh Hòa, thị xã Kinh Môn, bị thương nặng. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ đối tượng D và đang tiếp tục điều tra, làm rõ. Được biết, nghi phạm D làm nghề lái máy xúc ở địa phương đã có vợ. Trưa ngày 27 tháng 6, một lãnh đạo công an huyện Quốc Oai Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án giết người xảy ra tại thôn Đa Phúc, xã Sài Sơn liên quan đến nghi phạm. Trần Khánh Hà sinh năm 1983 theo lãnh đạo công an huyện Quốc Oai, cơ quan công an xác định nguyên nhân ban đầu của vụ án do mâu thuẫn giữa nghi phạm với bố và anh trai đó là những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong đời sống thường nhật, chẳng hạn nghi phạm hà mua xe đạp cho con mình thì bị bố nói xe cũ còn đi được mua mới làm gì dẫn đến mắng chửi nhau lãnh đạo công an huyện quốc oai nhấn mạnh án mạng xảy ra không phải do tranh chấp đất đai chỉ là do mâu thuẫn bột phát trong cuộc sống hàng ngày giữa bố con anh em với nhau trước đó vào khoảng 21 giờ 45 phút ngày 25 tháng 6 Trần Khánh Hà dùng dao quắm chém thương tích bố đẻ là Trần Huy L sinh năm 1953 và anh trai là Trần Mạnh Hát sinh năm 1978 hậu quả ông L và anh Hát bị thương nặng phải đi cấp cứu nhưng ông L đã tử vong. Sau khi chém bố và anh trai nghi phạm Hà cố thủ trong nhà công an huyện Quốc Oai phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của công an thành phố Hà Nội bắt giữ đối tượng qua xét nghiệm nhanh, nghi phạm Hà âm tính với ma túy. Ngày 26 tháng 6, công an huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội đang điều tra vụ án xảy ra tại xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai. Theo lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Sài Sơn, vụ việc xảy ra tối 25 tháng 6 tại thôn Đa Phúc, xã Sài Sơn một người đàn ông đã bị bắt sau khi có hành vi chém bố và anh trai. Người bố được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, còn người anh trai bị thương tích nặng. Vị lãnh đạo này cho biết, bước đầu nhà chức trách nhận định nguyên nhân vụ việc là mâu thuẫn gia đình. Nghi phạm không nằm trong diện phải theo dõi vì nghiện ma túy hay tâm thần. Tối cùng ngày, mạng xã hội lan truyền clip ghi cảnh một người đàn ông cởi trần, cầm con dao quắm chém bố và anh trai. Dù hai nạn nhân đã ngã ra đường và không còn phản kháng, nghi phạm vẫn chém thêm nhiều nhát trước khi bỏ đi. Nghi phạm kể ra vụ án Dương Đình Luyện, sinh năm 1985, trú tại khu dân cư Mật Sơn, Chí Linh, thành phố Chí Linh, Hải Dương. Sáng ngày 24 tháng 6, thông tin từ đại diện chính quyền phường Văn An, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương cho biết, địa phương đang phối hợp với gia đình tổ chức lo hậu sự cho nạn nhân của vụ án mạng xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ 49 ngày 23 tháng 6, người dân phát hiện Dương Đình Luyện điều khiển xe ô tô bán tải màu xanh chưa rõ biển số đến nhà bà Lê Thị Hoài tại khu dân cư Tường, phường Phan An, thành phố Chí Linh. Tại đây, Luyện dùng hung khí đâm bà Hoài và chị Trần Thị Ngọc Anh, vợ cũ của Luyện, sau đó Luyện điều khiển xe ô tô rời khỏi hiện trường hậu quả khiến bà hoài và chị ngọc anh bị thương và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh hải dương do vết thương nặng khoảng 16 giờ 30 cùng ngày bà hoài tử vong chị ngọc anh trong tình trạng nguy kịch và đã không qua khỏi vào đêm cùng ngày lãnh đạo ủy ban nhân dân phường văn an cho biết luyện từng là con rể bà lê thị hoài và là chồng chị trần thị ngọc anh luyện và ngọc anh có với nhau một con chung và đã bỏ nhau được một thời gian nghi phạm vừa chấp hành án xong chiều ngày 23 tháng 6 do mâu thuẫn, Luyện gọi điện cho vợ cũ về nhà. Khi Ngọc Anh vừa về đến sân nhà, Luyện dùng dao đâm chị Ngọc Anh và bà Khoải, sau đó rời khỏi hiện trường. Hiện các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Hải Dương đang phối hợp với công an thành phố Chí Linh, khẩn trương tiến hành truy bắt nghi phạm Dương Đình Luyện, tiếp tục điều tra vụ án. Chiều ngày 23 tháng 6 tại khu dân cư tường phường Văn An, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khi bà LTH sinh năm 1964 và con gái TTNA sinh năm 1993 cùng chú tại phường Văn An bị nghi phạm ZDL sinh năm 1985 chú tại khu dân cư Mật Sơn, phường Chí Minh, thành phố Chí Linh dùng hung khí sát hại khiến bà Hát tử vong tại bệnh viện, còn chị NA bị thương nặng. Đáng chú ý nghi phạm chính là con rể cũ của bà Hát và là chồng của chị N.A. Sáng ngày 24 tháng 6, ông Đỗ Đức Vu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Văn An cho biết, vào đêm muộn ngày hôm qua, chị N.A. con gái bà khác đã không qua khỏi và hiện tại thi thể nạn nhân được đưa về nhà, chuẩn bị lo hậu sự. Theo Chủ tịch Phường Văn An, khi chính quyền nhận được thông báo về vụ án mạng do quần chúng nhân dân báo, Ủy ban Nhân dân Phường cùng lực lượng công an địa phương nhanh chóng đến hiện trường để tìm hiểu xác minh, đồng thời cấp báo cho cơ quan chức năng thành phố Chí Linh cùng đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Hải Dương thụ lý giải quyết. Ông Phu cho biết thêm, khi phát hiện sự việc bà Hát được mọi người đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế thành phố Chí Linh, do vết thương nặng nên ngay sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương và tử vong vào chiều cùng ngày. Còn chị N.A. được mổ cấp cứu trong đêm qua tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhưng cũng không qua khỏi. Được biết, trước đây chị N.A. và nghi phạm ZDL đã kết hôn và sinh được một người con, sau đó hai vợ chồng đi hôn. Còn về phía CDL do vi phạm pháp luật nên đã bị tòa án phạt tù nhưng đã chấp hành án xong và hiện tại nghi phạm đang làm công việc vệ sinh công trình, nhà cửa. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành truy bắt nghi phạm và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Ngày 23 tháng 6, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Phú, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định cho biết trên địa bàn xã vừa phát hiện hai vợ chồng tử vong tại ngôi nhà riêng. Thông tin ban đầu, vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 23 tháng 6, Tại xóm 6 xã Nghĩa Phú huyện Nghĩa Hưng tỉnh Nam Định, phát hiện hai vợ chồng ông NVT 80 tuổi và bà TTV 77 tuổi cùng tử vong tại nhà riêng. Lãnh đạo ủy ban nhân dân xã Nghĩa Phú cho biết thêm, theo báo cáo sơ bộ, khoảng 1 đến 2 hôm nay hàng xóm không thấy hai ông bà T và V ra ngoài, nhà thì đóng cửa. Khi con gái ông bà này ra thăm bố mẹ, thấy nhà không mở cổng nên đã trèo vào phát hiện cả hai ông bà đã tử vong. Lực lượng pháp y, công an đang tiến hành khám nghiệm, điều tra sự việc. Sáng ngày 23 tháng 6, ông Lê Văn Thiều, giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi cho biết, sau 5 ngày điều trị tích cực hiện sức khỏe của hai bé trong vụ 4 người trong gia đình bị sát hại đã tương đối ổn định và có tiến triển tốt. Đối với bé Lê Hồng Như Y, 6 tuổi, do thương tích nhẹ hơn nên sau mấy ngày điều trị hiện đã tỉnh táo. Còn bé Lê Hồng Châu N, 4 tuổi, do bị tổn thương khá nặng một số cơ quan nội tạng nên vẫn còn phải tiếp tục thở oxy. Các bé đã tỉnh táo và đang hồi phục khá tốt, đang được các y bác sĩ theo dõi chặt chẽ và tích

ông Thiều nói. Trước đó, như đã thông tin, lúc 6 giờ sáng ngày 19 tháng 6, nghi phạm Lê Đình Thuyết, 57 tuổi, quê xã Nghiện Sóng, thành phố Quảng Ngãi, nơi ở hiện nay là xã Nghiện Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đã xông vào nhà anh Lê Hồng Tài, 45 tuổi, và chị Phạm Thị Phương, 42 tuổi, đâm chém hàng chục nhát dao, khiến hai vợ chồng anh Tài tử vong. Nghi phạm Thuyết cũng đâm nhiều nhát vào người hai cháu Lê Hồng Như Y và Lê Hồng Châu Nở, con trai của anh Tài và chị Phương, khiến hai cháu bị thương nặng. Tại cơ quan công an, nghi phạm Lê Đình Thuyết Khai đã theo gia đình chuyển vào tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu từ nhỏ, bản thân không mâu thuẫn trực tiếp với gia đình anh Tài. Nguyên nhân từ mâu thuẫn thừa đất gia đình anh Tài đang ở vốn xuất phát từ thời ông nội của gia đình Thuyết để lại. Theo lời khai của Thuyết, thừa đất gia đình anh Tài đang ở vốn thuộc thừa kế của ông nội Thuyết, giao lại cho người chú, bố anh Tài tuy nhiên bố anh tài sau đó không làm thủ tục trả đất cho bà nội thuyết khi bà nội thuyết còn sống bà luôn chăn trở phải đòi lại đất về cho gia đình nghi phạm thuyết khai ngày trước tôi đã có lời thề với bà nội tôi rồi việc này ngày sau con sẽ quyết tâm báo thù cho nội đã qua mấy chục năm rồi bà nội tôi mất anh tôi mất luôn cuộc sống tôi chỉ còn lại một mình đơn phương độc mã sống khổ sở nên tôi không muốn sống nữa tôi mới về đây Thượng tá Ngô Văn Đức, Phó phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin do điều kiện kinh tế khó khăn dẫn đến thủ hận không được thừa kế mảnh đất, thuyết ra tay sát hại gia đình em họ dù trước đó không có mâu thuẫn trực tiếp. Thượng tá Đức cho biết, suốt 20 năm qua, gia đình thuyết chưa bao giờ có đơn gửi cơ quan chức năng về việc tranh chấp thừa kế giữa thuyết và gia đình nạn nhân, nghi phạm thực hiện hành vi phạm tội đến cùng với nhiều người gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nên cần xử lý nghiêm.